Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt các gói bổ trợ cho PNS Lab và hướng dẫn ép thêm các phần như là SecuCRT hay là Mobile Xterm vào PNS Lab để console vào thiết bị. Để cài đặt thêm các gói bổ trợ thì các bạn download file Windows Client Pack của EVE về để cài đặt cho PNS Lab. Như mình đã chia sẻ trong video trước thì PNS Lab và EVE có thể sử dụng chung các file bao gồm file OS, Client Pack và cả hướng dẫn cách đặt tên thư mục nữa. Các bạn hoàn toàn có thể xem hướng dẫn của EVE để thực hiện trên PNS Lab. Hướng dẫn này các bạn cũng có thể làm trên EVE NG cũng được nhé. Để download gói bổ trợ thì các bạn truy cập vào trang evenz.net. Chọn Download, sau đó kéo xuống phần Windows Client Side để download gói cài đặt về. File này mình cũng đã download về up lên Google Drive. Nếu bạn nào cần thì có thể kích vào link trong phần mô tả của video để tải về nhé. Gói này sẽ bao gồm các phần mềm như là Wireshark để bắt gói tin, Ultra VNC để sử dụng cho các máy ảo như Windows, VMware, phần mềm PuTTY để console vào thiết bị. Sau khi download về thì các bạn chỉ cần mở file này lên và cài các phần mềm có trong gói lên là xong nhé. Sau khi cài xong thì chúng ta có thể sử dụng PuTTY để console vào thiết bị và Ultra VNC để truy cập vào các máy ảo như Windows. Do mình chưa ép các OS khác vào nên mình sẽ ép một VPC để thử. Ok, mình đã console được vào VPC. Trong trường hợp các bạn quen sử dụng các phần mềm như SecuCRT hay Mobile Xterm thì các bạn có thể thay đổi phần mềm mặc định. Mình xem trên mạng thì có khá là nhiều hướng dẫn tạo các file registry, có thể một số bạn mới làm quen không thạo việc này. Do vậy mình đã tạo sẵn các file đó để up lên Google Drive rồi. Các bạn chỉ cần download về và copy vào thư mục cài đặt gói Client Pack mà các bạn vừa cài nhé. Link mình cũng đã để ở dưới video rồi. Nếu sử dụng SecuCRT thì các bạn chỉ cần copy file CRT này vào thư mục EVENG trong Program File, sau đó chạy file này là được. Tuy nhiên các bạn lưu ý là nếu phần mềm SecuCRT các bạn cài trong thư mục khác thì sẽ cần phải edit file registry này và đổi đúng đường dẫn chứa phần mềm SecuCRT nhé. Như trong ví dụ của mình thì phần mềm đang được cài vào thư mục mặc định là Program File. Các bạn chỉ cần thay đổi hai đường dẫn này về thư mục mới là được. Nhưng chú ý đúng cấu trúc như trong file này nhé. Sau đó các bạn tìm kiếm Default App trên Windows. Kéo xuống dưới chọn Choose Default App by Protocol. Sau đó tìm đến phần Telnet và chọn App là SecuCRT. Vậy là xong, giờ mình sẽ quay lại PNS Lab để kiểm tra. Các bạn cần reload lại trình duyệt web nhé. Mình sẽ thử console vào PC. Ok, giờ mình đã có thể sử dụng SecuCRT để console vào các thiết bị.
tương tự với Mobile Xterm. Tuy nhiên với Mobile Xterm thì sẽ có thêm một file .bat này. Các bạn cũng copy hai file này vào thư mục EVENG rồi chạy file .reg là được. Các bạn cũng lưu ý nếu đường dẫn không phải mặc định thì cũng cần phải thay đổi đường dẫn trong cả hai file này tương tự như với SecureCRT nhé. Với Mobile Xterm thì trong file registry sẽ có đường dẫn của file .bat mà các bạn vừa copy vào. Các bạn cần sửa cả hai đường dẫn này nếu thay đổi thư mục cài đặt, còn mặc định thì sẽ không cần. Mình sẽ chạy file registry này. Sau đó vào default app để thay đổi app mặc định sang file mobilexterm.bat. Mình sẽ kiểm tra lại. Ok, VNetLab đã sử dụng Mobile Xterm để console. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt các gói bổ trợ và thay đổi phần mềm console trên VNetLab. Trong các video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải file OS của các hãng và add vào VNetLab. Các bạn nhớ subscribe để theo dõi nhé.